Chào các bạn. Bên cạnh những thử thách đầy gian nan, sự kiên trì của các nghệ sĩ nữ, một trong những nhân tố khiến cho Sao Nhập Ngũ sở hữu một sức hút đáng kinh ngạc chắc chắn là một phản ứng hóa học giữa Mũi Trưởng Long và Hậu Hoàng. Từng tình tiết giữa các cặp đôi đang được dân tình đẩy thuyền nhiều nhất luôn khiến cho fan vô cùng trông chờ mỗi khi tập mới lên sóng. Thì Mũi Trưởng Long đã không ít lần gặp rắc rối vì bị giả mạo tài khoản trên mạng xã hội. Và mới đây nhất thì anh đã ngơ ngác khi nhận được nhiều lời chúc mừng sinh nhật dù chưa đến sinh thần của mình. Hỏi ra thì mới biết là tài khoản giả mạo anh đã đăng bài viết liên quan đến ngày sinh nhật để mọi người chúc mừng. Trước tình huống dở khóc dở cười này, Mũi Trưởng phải lên tiếng đính chính. Hôm nay không phải là sinh nhật mình, hy vọng là mọi người không bị lừa nhé. Vì thấy Mũi Trưởng giải thích cồng kềnh, Hậu Hoàng vào góp ý ngay nên đánh vào trọng tâm, chỉ dùng một tài khoản mạng xã hội duy nhất. Mặc dù cho rằng không ăn thua nhưng Mũi Trưởng vẫn rầm rắp làm theo lời của Hậu Hoàng. Trước đó thì hội fan đã vô cùng lo lắng khi thấy thuyền của Mũi Trưởng Long và Hậu Hoàng có nguy cơ toang bởi Mũi Trưởng liên tục có thái độ khắt khe về thánh nhạc chế. Khi Hậu Hoàng phải có nhiệm vụ phải đi gác đêm nhưng cô nàng lại để vụt mất một tên trộm gạo. Lúc này thì Mũi Trưởng Long đã xuất hiện và đã đánh giọng trách phạt Hậu Hoàng tại sao không trì hô lớn để có người tới ứng cứu. Mặc dù đã đưa ra lời giải thích thế nhưng Mũi Trưởng Long vẫn bắt Hậu Hoàng viết bản kiểm điểm và tường trình. Chuyện chưa dừng lại ở đó, ở phần kiểm tra nội vụ, Mũi Trưởng tiếp tục quở trách Hậu Hoàng chuyện gấp chăn chưa được đẹp. Tiếp đến ở thử thách kỹ thuật khắc phục vật cản, Mũi Trưởng Long càng lạnh lùng và nghiêm nghị với Hậu Hoàng vì tư thế cầm súng của cô chưa chuẩn xác. Trước việc liên tục bị Mũi Trưởng lớn giọng trách mắng như thế này, Hậu Hoàng đã bật khóc vì quá sức chịu đựng. Còn người hâm mộ khi theo dõi tập phát sóng lại càng lo lắng vì thuyền của Hậu Long có thể sẽ bị lật. Sau đó thì Hậu Hoàng đã đăng tải khoảnh khắc rưng rưng nước mắt khi bị Mũi Trưởng Long trách mắng và nhanh chóng sau đó chàng soái ca quân nhân liền vào trang cá nhân để lại bình luận khóc mà vẫn xin nhỉ. Như một lời giận dỗi, Hậu Hoàng liền đáp: "Tôi không nghe, tôi không thấy. Tôi không tin những gì mà đồng chí đang tâm lừa dối." Và rồi thì màn tương tác qua lại của cặp đôi Hậu Hoàng và Mũi Trưởng Long đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm của khán giả vốn đã yêu thích cả hai. Và tưởng rằng thuyền đã bị lật thì cuối cùng các fan cũng đã có thể thở phào nhẹ nhõm, yên tâm vì cặp đôi chỉ đang giận yêu mà thôi. Và Mũi Trưởng Long thì vẫn dành sự quan tâm đến Hậu Hoàng như trước đó. Thuyền Long Hậu có thể cập bến thì công lao lớn nhất chắc phải kể đến đội ngũ editor của chương trình rồi, khi đã 5 lần 7 lượt tung hình những đoạn chat và hình ảnh ngọt ngào của cặp đôi. Theo như chia sẻ thì Mũi Trưởng Long trong quá trình hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ sẽ vô tình bị chấn thương và khung cảnh y hệt như Hậu Duệ Mặt Trời sẽ được tái hiện ngọt ngào tại Sao Nhập Ngũ. Ngoài ra thì đoạn đối thoại đậm chất thính của hai nhân vật chính cũng khiến cho fan phải bấn loạn. Đứng trước hàng loạt hình được đội ngũ ekip tung ra thì Hậu Hoàng vẫn chối đầy đẩy, liên tục thanh minh cho mình rằng đoạn hội thoại đó chỉ là phân đoạn Mũi Trưởng Long và một người nào đó đang thả thính nhau. Mình chỉ làm lại để trêu đùa và khuyên mọi người cần phải tỉnh táo, không nên nghe lời editor. Dù cho người trong cuộc cứ úp úp mở mở, không chịu thừa nhận thì hội fan vẫn quyết tâm đẩy thuyền. Được biết thì tập này sẽ lên sóng đúng vào dịp Tết Nguyên Đán và người hâm mộ cũng mong là thuyền của Mũi Trưởng Long và Hậu Hoàng cũng sẽ cập bến. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này, hãy nhớ like, share cho video và subscribe kênh Gia Đình Việt để cập nhật những video mới nhất nhé.